sự ra đời của các không gian nghệ thuật công cộng trên địa bàn thủ đô đã tạo ra màu sắc mới cho đô thị Hà Nội, hình thành nên các điểm vui chơi giải trí cho người dân và du khách. Việc nhân rộng và phát huy các giá trị của không gian nghệ thuật công cộng được đánh giá là một trong những hướng đi đúng theo tinh thần phát triển công nghiệp văn hóa mà Tổng Bí thư đã nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc cuối năm 2021. Mới đây, dự án nghệ thuật công cộng trên cầu đi bộ Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Dưới sự chung tay của các nghệ sĩ, các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt trên cầu đi bộ phố Trần Nhật Duật đã biến không gian công cộng thành một không gian nghệ thuật hấp dẫn, đặc sắc. Trước đây em đến với cả cây cầu này thì em cảm thấy là cây cầu này là một cây cầu nó khá là thô sơ, khá là cũ. Nhưng mà sau khi mà được đội ngũ nghệ sĩ trang hoàng lại thì nó đã mang lại cho người đi bộ một cái cảm giác là rất là thân thuộc và rất là dễ chịu, thoải mái. Chứ nó không đơn thuần chỉ là một cái dự án chỉ để ra mắt một cái dự án công cộng, mà chúng tôi muốn ở đó là ra mắt một cái tour đi bộ nghệ thuật, và nó sẽ giúp cho cái việc mà trải nghiệm những cái câu chuyện về sinh thái, về di sản, về nghệ thuật nó được phong phú, nó được đa chiều hơn. Đối với cả cái cây cầu này thì chúng tôi muốn là thứ nhất là để giới thiệu về cái lịch sử, cái vai trò của sông Hồng đối với thủ đô Hà Nội. Thế và đặc biệt là các cái hoạt động mà đã từng diễn ra ở đây rất là sầm uất từ thế kỷ 18, thế kỷ 19. Trước đó, dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân hoàn thành từ năm 2020 cũng đã được nhiều bạn trẻ đón nhận. Hai dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân và cầu đi bộ Trần Nhật Duật được kết nối với nhau và kết nối với không gian đi bộ phố cổ Hà Nội nhằm tăng cường trải nghiệm cho người dân cũng như du khách, thúc đẩy thói quen đi bộ khám phá các di sản văn hóa nghệ thuật trong đô thị. Hà Nội nói chung và Hoàn Kiếm nói riêng là đang có những cái định hướng trong cái việc là phát triển cái không gian công cộng theo cái hướng là nghệ thuật, theo cái tinh thần là công nghiệp văn hóa sáng tạo ấy. Khi mà các cái điểm nó mang tính chất riêng lẻ ấy, thì cái việc thu hút khách nó sẽ rất là khó khăn bởi vì nó bị phân tán. Nhưng mà ở đây câu chuyện là Hoàn Kiếm đã làm được một cái tuyến, và cái tuyến này nó sẽ tạo điều kiện cho du khách nói chung và bản thân người dân có thể có được một cái hành trình khám phá và tiếp cận với những cái các cái hình thức nghệ thuật. Ngoài tính nghệ thuật, các không gian này còn có điểm chung là sử dụng rác thải tái chế làm nguyên vật liệu trang trí, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Mặc dù hiện nay các dự án nghệ thuật công cộng thường có tuổi thọ khá ngắn, chỉ khoảng từ 3 đến 5 năm, sau đó sẽ bị xuống cấp hoặc cần thay đổi để phù hợp với hơi thở của thời đại. Tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận giá trị các không gian nghệ thuật công cộng này. Đây là một trong những hướng đi giúp giải quyết nhiều bài toán về kinh tế, văn hóa và cảnh quan đô thị. Rất là mong là Hoàn Kiếm nói riêng và Hà Nội nói chung sẽ trở thành một cái điểm đến có thể tạo dựng cái thương hiệu của mình ở góc độ nghệ thuật. Cái điều này nữa nó cũng khẳng định hơn bởi vì Hà Nội là nằm trong cái mạng lưới các cái thành phố sáng tạo được UNESCO công nhận.